Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review một đôi giày có tên gọi là Jordan 4 Travis Scott Carter Jack. Thì ở video trước thì đã có rất nhiều bạn đã comment ở phía dưới để yêu cầu mình là review đôi giày này trước. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review đôi giày này đầu tiên. Quay trở lại với đôi giày này thì đây là đôi Jordan 4 và collaboration với Travis Scott. Thì đây không phải là một đôi giày bình thường, đây là một phiên bản đặc biệt của Jordan 4. Và đây là một trong những đôi giày mà hot nhất hè năm nay. Giống như cái màu của nó thì như các bạn có thể thấy thì đây là màu xanh dương và nó rất là nổi bật. Màu của nó ngoài đời nhìn không quá sáng như là màu mình nhìn thấy ở ảnh trên mạng. Thì qua tìm hiểu cái tên của nó thì mình đã biết được là đôi giày này là đôi giày để tôn vinh một đội bóng bầu dục của Mỹ có tên gọi là Houston Oilers. Thì bộ bóng này có màu đồng phục là màu xanh gần giống như thế này. Thì để nói cho các bạn biết, ở Mỹ thì là bóng bầu dục là môn thể thao mà được ưa chuộng nhất hơn cả bóng rổ. Sự ưa chuộng của nó tới mức mà trận chung kết của giải bóng bầu dục của nước Mỹ hay còn gọi là Super Bowl thì trận đấu đó cực kỳ lớn, nó thậm chí còn lớn hơn cả trận chung kết cúp C1 mà chúng ta hay xem. Gần như tất cả các nhà hàng ở Mỹ đều đóng cửa trừ những nhà hàng mà có quán bar và nhiều TV thì mọi người tập trung lại và uống bia và xem, còn lại thì hầu như là tất cả mọi người đều ở nhà và nấu nướng. Tất cả mọi người trong gia đình đều tới và xem trận đấu đó. Ngoài ra thì đôi giày này là một phiên bản collaboration giữa Nike và Travis Scott. Thì Travis Scott không cần phải nói quá nhiều vì anh ta là một rapper quá nổi tiếng. Thì anh ta đã chọn một trong những mẫu giày hot nhất của dòng Jordan, đó là Jordan 4, để làm ra đôi giày Carter Jack này. Quay trở lại với chiếc hộp của đôi giày thì đây là một chiếc hộp rất là cơ bản của Jordan. Ngay mặt trước của cái hộp đôi giày thì là có biểu tượng The Jumpman, tức là biểu tượng hình Jordan đang nhảy lên để mà đăng. Em có chữ flight ở đây nghĩa là bay lên. Còn ở mặt bên cạnh của đôi giày thì là có một lỗ nhỏ để các bạn có thể lồng tay vào. Vẫn là cái logo đó và có chữ E đây, tượng trưng cho là công nghệ E trên đôi giày này. Ngoài ra thì có một cái tag ở đây, nó ghi là Jordan 4 Retro. Và màu của đôi giày này thì là màu University Blue and Black, nghĩa là màu xanh và màu đen. Size của mình là size 8 và giá retail của nó là 225 USD. Mình copy đôi này từ website Nike.com ở Mỹ. Quay trở lại với đôi giày thì đôi giày này là có thiết kế rất là cơ bản giống như bao đôi Jordan 4 trước đây. Mặt trước của đôi giày thay vì lớp da thường thì đã sử dụng lớp da lộn rất là đẹp, sờ và rất là đã tay. Và từng được mũi chỉ ở trên đôi giày này thì thực sự là rất là đẹp. Có thể thấy là chất lượng rất là cao khi sờ vào. Dây giày trên đôi giày này sử dụng loại dây giày dẹp và lồng xuyên qua đôi giày. Ngoài ra thì nổi bật nhất vẫn là cái phần lưỡi gà của đôi giày này. Nó rất là dày và phủ một lớp da lộn ở trên. Ngoài ra ở trên cái lưỡi gà này có một cái logo rất là lớn, logo The Jumpman mà có chữ Fight ở đây được thêu lên rất là đẹp. Giống như bao đôi Jordan 4 khác thì ở mặt sau của cái lưỡi gà là một cái logo của hãng. Thì ở đôi bên phải là nó có chữ E Jordan, còn ở bên tay trái thì nó có cái chữ là Travis Scott được thêu lên một lớp da lộn rất là đẹp. Ngoài ra thì ở giữa phần lưỡi gà và lớp dây giày thì có một lớp mesh được phủ hình dạng lưới rất là đẹp ở đây, màu đen. Và có một chút ít ở cạnh bên phải và bên trái của đôi giày nữa. Ngoài ra ở đây có một miếng cao su để hỗ trợ mắt cá chân và nó nối thẳng lên để mà lồng dây giày vào đó luôn. Họa tiết của nó thì là họa tiết kiểu đốm đốm giống như là những cái miếng vẩy sơn để vẩy vào và màu xanh rất là đẹp. Họa tiết đó thấy rõ hơn ở phần gót của đôi giày. Ở đôi bên phải thì các bạn thấy có logo The Jumpman, còn ở bên trái là logo Jack Carter. Ngoài ra thì khi mà mua đôi giày này còn mới, có một cái thác bằng da lộn được gắn ở bên hông của đôi giày rất là đẹp. Mặt này thì ghi biểu tượng logo The Jumpman, còn mặt sau thì ghi là Carter Jack rất là đẹp. Insole của đôi giày này không tháo ra được, và khi các bạn nhìn từ trên xuống dưới thì các bạn thấy là đôi bên phải thì có cái logo là Carter Jack, còn ở bên đôi bên trái thì có cái biểu tượng logo của The Jumpman của Jordan Brand. Ngoài ra thì lớp nỉ mà bao quanh cổ chân của các bạn là một lớp nỉ rất là dày và rất là êm khi sờ vào. Nó được phủ một lớp nỉ rất là dày, và khi các bạn nhìn ở ngoài, các bạn nhìn thẳng vào đôi giày thì lớp nỉ đấy nổi bật lên cùng với màu xanh rất là đẹp. Lớp insole của đôi giày thì giống như bao Jordan 4 khác là sự kết hợp giữa nhựa cứng và cao su. Ngoài ra thì có một cái lỗ hở ra ở đây và có nhựa trong đặt ở đây để các bạn nhìn thấy bên trong của đôi giày. Cái lỗ này để tượng trưng cho công nghệ E có trên đôi giày này. Nhìn lớp outsole của đôi giày thì tưởng chừng nguyên cả bộ đế sẽ màu đen, nhưng thực ra lại không. Khi mà nhìn vào đế của đôi giày thì lại một kiểu thiết kế rất là đẹp. Ngoài những lớp vân ở trên lớp cao su cứng để tạo độ bám thì trừ ra một khoảng trống màu trắng bằng nhựa cứng và được in nổi bật lên logo The Jumpman nổi tiếng của Jordan màu đỏ rất là đẹp. Nói về size của đôi giày này thì đôi giày này run true to size. Nếu bạn nào có bàn chân rộng hơn một chút thì có thể đeo lên nửa size nữa. Chân của mình size 8 và đeo cực kỳ vừa. Không để bạn đợi lâu nữa, mình sẽ on fit cho các bạn xem. We'll be right back.
qua đây là đánh giá nhanh của mình đối với đôi giày này. Thì đôi giày này không sử dụng một những công nghệ quá mới so với bây giờ, nó sử dụng những công nghệ cũ đã có trên những đôi Jordan 4. Thành ra về độ êm của nó thì nó không quá là êm, em mang lại cảm giác êm mềm như rất nhiều những đôi giày đang có trên thị trường hiện nay. Đôi giày này là một đôi giày collab phiên bản đặc biệt, thành ra nó chú trọng về mặt thời trang hơn là hiệu năng sử dụng. Theo mình thấy thì đây là đôi giày này có một màu rất là đẹp, không hổ danh nó là một trong những đôi giày hot nhất hè năm nay. Ngoài ra nó còn có một số lượng ra mắt rất là giới hạn, thành ra nó là một đôi giày cực kỳ hot. Đó là tất cả những gì mình muốn nói ở video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video của mình thì nhớ là like and share video của mình. Ngoài ra thì đừng quên comment ở phần bình luận phía dưới. Nhớ subscribe channel của mình để xem những video giống như thế này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.